cha đắc lộ là người Pháp từ Avignon, là thần dân của Đức Giáo Hoàng. Nhưng cha cố ý nhập tỉnh dòng Roma vì muốn đi truyền giáo. Hứng thú truyền giáo cho các dân tộc ngoài Kitô Tô giáo là rất phổ biến nơi các tu sĩ trẻ dòng tên thời ấy. Điều ấy được nhận thấy nơi muôn vàn thỉnh nguyện truyền giáo cho thấy. Nhưng xác suất thật sự đạt được thì mỗi nước, mỗi tỉnh dòng rất khác nhau. Tất cả các thỉnh nguyện truyền giáo phải được gửi đến cha tổng quyền vị này xem xét tình hình từng nước và tất nhiên phải xem cả những điều kiện chấp nhận của các thế lực bảo trợ chính vì thế những quốc gia có cơ hội lớn nhất là tây ban nha bồ đào nha và ý còn những người thuộc các nước mà giáo hội đang phải chiến đấu sống còn với giáo hội tin lành như đức và pháp thì hiếm mà có dịp ngay cả các thế lực bảo trợ cũng không thích nhận những người thuộc những nước đang chống đối nhau người pháp thì lại càng không được nhận vì vậy, như ta sẽ thấy, cha đắc lộ trên đường đi Lisbon Bồ Đào Nha phải đi vòng tránh xa Madrid của Tây Ban Nha. Cha phải làm như thế vì những người cầm quyền ở Lisbon quả rộng rãi hơn. Nhưng triều đình ở Madrid trong thời gian liên minh lại có quyền phủ quyết. Hầu như tất cả các nhà truyền giáo dòng tên trong khu vực bảo trợ của Tây Ban Nha thời đó là người Tây Ban Nha. Mãi về sau, người Ý và người Đức mới được phép có số lượng lớn hơn trong khu vực bảo trợ của Bồ Đào Nha thì con số các thừa sai người Bồ Đào Nha chiếm đông nhất, sau đó đến người Ý, các quốc gia khác có rất ít đại diện. Các tu sĩ dòng tên kể cả các tu sĩ không phải là linh mục, những người hoạt động truyền giáo tại hai miền của Việt Nam từ năm 1615 đến 1680 thì 50% là người Bồ Đào Nha, 30% là người Ý và số còn lại thuộc về các quốc gia khác. Lúc này Nước Pháp có riêng vùng thuộc địa ở Bắc Mỹ và từ năm 1611 họ có riêng một chương trình truyền giáo cho thổ dân Huron, tức là tại Canada hiện nay. Ở miền Viễn Đông, trong đó có Việt Nam, các tu sĩ dòng tên người Pháp chỉ xuất hiện với số lượng lớn từ cuối thế kỷ 17. Lòng nhiệt thành truyền giáo của các tu sĩ trẻ người Đức cũng rất cao, nhưng họ bị từ chối vì họ được mời gọi hoạt động tại chính quê hương nước Đức của họ. Như vậy để trở thành nhà truyền giáo dòng tên, ngoài một loạt các phẩm chất cá nhân, còn phụ thuộc vào quốc gia xuất thân và tùy tình trạng khẩn cấp của giáo hội trong nước. Chúng ta không biết nhiều về nguồn gốc và tuổi niên thiếu của cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ là công dân của tòa thánh, nhưng luôn tự xưng mình là người Pháp. Cha là con thứ hai trong gia đình tám anh chị em, ba trai năm gái. Trong số đó có một người em trai cũng vào dòng tên sau anh ba năm dòng tộc bên nội của cha đắc lộ là gốc do thái và sống tại tây ban nha người bố là ông bernardine được nâng lên hàng quý tộc người mẹ là bà François de raphael có gốc là người ý cha đắc lộ thời nhỏ học ở trường dòng tên tại thành phố avignon đây là một trong những trường đầu tiên và cũng là trường lớn nhất trong các tỉnh của pháp để hiểu một trường dòng tên thời đó ta đừng nghĩ ngay tới các ý niệm trường hay đại học hay phân khoa thần học như ngày nay. Trường dòng tên có chương trình được thiết kế tựa kim tự tháp, có thể bắt đầu với các môn nhân văn, sau đó đến các môn nghệ thuật rồi các môn thần học. Các môn nghệ thuật ở đây không được hiểu theo nghĩa các môn nghệ thuật như chúng ta ngày nay hiểu. Ở các cấp thấp nhất của những môn đó được dạy trong mọi trường, còn các cấp cao hơn thì được dạy hay không là tùy vào mục đích của từng trường hoặc tùy thuộc vào khả năng quyên góp tài chính và tùy nhân sự của nhà dòng. Trường của Cha Đắc Lộ hồi đó có 1.600 học sinh sinh viên, như thế trường thuộc vào loại rất lớn. Khi Cha Đắc Lộ bắt đầu vào trường khoảng năm 1603, thì dòng tên trên khắp thế giới vừa có một chương trình học chung. Chương trình Ratio Studiorum được Cha Tổng quyền Aquaviva ký lệnh thi hành năm 1599, sau hàng chục năm thử nghiệm, khảo sát và dự thảo nhiều lần học trình dự chủ 9 năm, trong đó cấp trung học kéo dài khoảng 6 năm. Cấp này có 3 lớp văn phạm, trong đó 2 năm học nhân văn và 1 năm học hùng biện. Nhiệm vụ chính của lớp này là chuẩn bị cho học sinh nắm vững tiếng Latin. Những năm đầu dành cho việc nắm vững văn phạm, nắm vững những quy tắc cơ bản của ngôn ngữ. Lớp nhân văn và hùng biện là dành cho việc cho chuốt văn phong và dành cho việc học hỏi các tác giả kinh điển. Ngoài ra, các lớp này còn nhằm mở mang các kiến thức tổng quát, ví dụ về lịch sử hoặc địa lý. Người ta muốn đào tạo học sinh trở thành những bậc thầy về chữ nghĩa, trong đó gồm cả những kiến thức tổng quát về sử địa và văn chương, đặc biệt các kiến thức cổ điển và kinh điển của Roma và Hy Lạp. Các kiến thức này cách nào đó sẽ giúp học viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nâng lòng trí họ lên để ngợi khen Thiên Chúa. Tiếp sau đó là ba năm nghệ thuật độ tuổi học sinh tương ứng với học sinh trung học hiện nay. Sau này, 3 năm nghệ thuật được phát triển thành cấp triết học trong hệ thống giáo dục dòng tên. Cấp học này không chỉ dạy nghệ thuật mà thôi, còn dạy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, dạy các môn của triết học như luận lý, siêu hình và đạo đức, dạy toán học, vật lý, thiên văn. Và nền tảng cả về triết học và khoa học tự nhiên được xây dựng trên căn bản của Aristotle. Các tu sĩ dòng tên thời đó coi toán học có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là do ảnh hưởng của cha Christoph Clavius, giáo sĩ dòng tên người Đức, làm việc tại Học viện Roma và là cha đẻ của lịch Gregorio. Đối với các thừa sai được sai đi Viễn Đông, tức là vùng trong đó có Việt Nam theo cách gọi của người phương Tây, thì các thừa sai ấy phải nắm vững các môn toán học và thiên văn. Tuy nhiên, nền khoa học tự nhiên thời đó vừa mới bám rễ vào thời cận đại.